Gần 500 đại biểu, trong đó có hơn 200 đại biểu quốc tế đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 10 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 4 năm 2017 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đăng cai tổ chức. Hội nghị lần này có chủ đề tầm nhìn đến năm 2030, tăng cường sự hỗ trợ và hợp tác hơn nữa giữa chính phủ với khu vực hợp tác xã để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Hội nghị tập trung vào 6 phiên họp với các chủ đề khác nhau. Hội nghị là dịp để các chính phủ các nước trong khu vực, các tổ chức đại diện của các hợp tác xã và các nước thành viên và các tổ chức quốc tế khác hiểu rõ hơn về phong trào hợp tác xã Việt Nam, những tác động về chính sách và pháp luật đối với sự phát triển hợp tác xã của từng nước. Cũng tại hội nghị này, các đại biểu đã trao đổi nhằm nhận diện rõ hơn những thách thức và những vấn đề mới nổi đối với việc phát triển hợp tác xã trên toàn thế giới nói chung và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng, định hướng của hoạt động Liên minh Hợp tác xã quốc tế và khu vực trong thời gian tới, đồng thời tăng cường giao thương hợp tác giữa các hợp tác xã trong khu vực, đẩy mạnh hợp tác liên doanh liên kết, kết nối thị trường công nghệ, tạo ra môi trường thuận lợi và cơ hội để các hợp tác xã Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động xây dựng chiến lược phát triển trong thời gian tới.